Chào mừng các em đến với kênh thầy Liêm. Hôm nay cô mời các em cùng theo dõi môn ngữ văn lớp 6 bài 25 trang 94 là viết bài tập làm văn số 6 tạ văn tả người làm tại lớp. Thì nội dung bài viết này là tả người, có thể tham khảo các đề bài sau. Đề 1 đó là em hãy viết một bài văn tả người thân yêu và gần gũi nhất với mình, như ví dụ như là ông, bà, cha, mẹ, anh, chị, em. Đề 2 là hãy miêu tả hình ảnh mẹ hoặc cha trong những trường hợp sau: lúc em ốm, khi em mắc lỗi, khi em làm được một việc tốt. Đề 3 là hãy tả lại cái hình ảnh một cụ già đang ngồi câu cá bên hồ. Đề 4 là em đã có dịp xem vô tuyến, phim ảnh, báo chí, sách vở về cái hình ảnh một người lực sĩ đang cử tạ, hãy miêu tả lại hình ảnh ấy. Đề 5 là em hãy tả lại một người nào đó tùy theo cái ý thích của bản thân mình. Như vậy thì các em sẽ viết bài tập làm văn số 6, văn tả người trong một trong 5 đề tham khảo ở đây. Thì sau đây là một số gợi ý về cái dàn ý và bài tham khảo như sau. Đề 1 thì các em sẽ là tả về mẹ, các em có thể tả về mẹ. Thì đầu tiên, mở bài thì các em sẽ giới thiệu về người em định tả là mẹ em. Thân bài là tả chung về mẹ, nhẹ nhàng, hiền lành hay giúp đỡ mọi người. Tả chi tiết về hình dáng. Khuôn mặt thì có phần trán cao, đôi lông mày cong cong, đôi mắt mẹ đẹp, đen và biết cười. Mũi mẹ hơi cao rất hợp với khuôn mặt, nụ cười tỏa nắng làm hàm răng trắng đều. Tiếp theo là mái tóc, bàn tay, tính cách mẹ thì hiền lành và dịu dàng. Hoạt động thì mẹ rất khéo tay trong công việc trang trí nhà cửa, cắm hoa và nấu ăn, đặc biệt là món canh cá, ví dụ. Ngoài ra, mẹ còn hay hướng dẫn em học bài và cho em đi chơi cuối tuần. Kết bài thì các em sẽ nêu cái cảm xúc của em đối với mẹ và hứa điều gì đó. Rồi tiếp theo đề 2, đó là miêu tả hình ảnh mẹ khi em mắc lỗi. Mở bài thì các em sẽ giới thiệu chung về mẹ và nêu cái vấn đề khi em mắc lỗi, khi em cãi lại mẹ. Thân bài là tả một vài chi tiết về mẹ, tả tình huống em mắc lỗi, em làm rơi đĩa không chịu nhận lỗi, mẹ mắng em còn cãi lại. Tả mẹ khi em cãi lại, mẹ im lặng không nói, vô cùng ngạc nhiên khi em cãi lại mẹ. Ánh mắt mẹ rất buồn. Kết bài thì em nhận ra lỗi lầm và xin lỗi mẹ, hứa từ sau không thế nữa. Rồi một bài văn tham khảo về hình ảnh mẹ lúc em bị ốm. Mẹ kính yêu của con, người ta vẫn bảo con có nuôi con mới biết lòng cha mẹ, nhưng qua trận ốm vừa rồi, con đã hiểu hơn về lòng mẹ. Cảm nhận được đầy đủ nhất cái tình yêu sâu sắc của mẹ dành cho con. Đó là những cái dòng tâm sự trong cuốn nhật ký mà tôi gửi tới mẹ kính yêu. Thay cho lời cảm ơn, tôi muốn nói con yêu mẹ. Tôi là đứa trẻ không hay ốm yếu, do được thừa hưởng sức khỏe của cha mà tôi chủ quan lắm. Hôm đó tôi đi học, mẹ dặn tôi mang áo mưa theo, vì đài đã dự báo, nhưng vì thấy trời nắng to nên tôi không mang theo nữa. Thế rồi chiều về, mây đen ở đâu ùn ùn kéo tới, vần vũ khắp bầu trời. Cơn mưa đã đến thật mau, mưa xối xả, mưa ào ào như trút nước. Không có áo mưa mà trời cũng sắp tối. Tôi để đầu trần ù chạy về nhà. Về đến nơi tôi ướt như con chuột lột. Mẹ nhìn tôi đầy lo lắng. Đêm hôm đó tôi bắt đầu bị sốt, nhiệt độ tăng cao, đầu óc choáng váng, tôi mê man, bất tỉnh. Bố mẹ tôi lo lắng, vội vàng tìm cách hạ nhiệt. Tôi nằm trên giường, tôi nghe thấy từng bước chân của mẹ. Bóng mẹ chạy đổ nghiêng trên tường, thoắt trông thấy thoắt biến mất. Mẹ ngồi bên tôi, bàn tay ấm áp xoa nhẹ trên lưng, âu yếm vuốt tóc rồi má tôi. Cái trán nóng bừng bừng được mẹ chườm bằng chiếc khăn lạnh. Chốc chốc mẹ lại giật khăn rồi đặt nhẹ lên trán. Tôi miên man trong giấc ngủ nhưng chưa dường như vẫn
Nhìn thấy đôi mắt mẹ nhìn tôi, đôi mắt mẹ nhìn trìu mến, xót thương, long lanh những giọt nước. Từng nhịp thở thổn thức, tôi cảm nhận được sự lo lắng trong lòng mẹ. Mỗi khi tôi trở mình, mẹ lại nhẹ nhẹ vỗ về, kéo chăn lên đắp cho tôi. Thỉnh thoảng mẹ lại sờ trán, thấy nhiệt độ giảm, mẹ cũng hơi yên lòng. Cứ thế mẹ ngồi bên tôi suốt đêm, không ngủ. Sáng hôm sau, trời đã tạnh mưa từ bao giờ, để chú chim chào màu hót líu lo chào ngày mới. Những tia nắng đầu tiên lách mình qua khe cửa vào phòng, đến bên giường giúp tôi tỉnh giấc. Vì có mẹ ngồi bên nên tôi vẫn tâm mà ngủ rất ngon lành. Tôi cựa mình thấy trong người đã khá hơn hôm qua rất nhiều. Vừa tỉnh dậy, việc đầu tiên là tôi đưa mắt tìm mẹ. Sao không thấy mẹ đâu cả? Tôi vội vàng ngồi dậy. Ôi mẹ, người mẹ kính yêu của tôi. Chắc vì đã quá mệt nên mẹ đã ngầm ngủ thiếp bên tôi. Lúc này nhìn mẹ, tôi chỉ thấy thật tội nghiệp và thương mẹ biết bao. Mái tóc dài đen mượt dường như sơ sát, đôi mắt thâm quầng lại vì thức khuya. Phía đôi mắt đã xuất hiện những nếp nhăn, dấu hiệu của sự tàn phá của thời gian. Nhất là đôi tay mẹ. Trước đây đó là một bàn tay mềm mại trắng trẻo, nhưng giờ đây sự vất vả đã làm cho bàn tay mẹ gầy guộc, thô ráp và có những cái vết chai. Điều ai cũng thấy này. Tại sao hôm nay tôi mới để ý? Tôi thật là một đứa con vô tâm, bất hiếu. Tôi hiển nhiên nhận tình yêu của mẹ nhưng ích kỷ, chỉ nghĩ cho bản thân. Mẹ đã bắt đầu già đi mà tôi không hề hay biết. Và dường như qua một đêm thức trắng cũng làm mẹ tôi già đi nhiều. Đang suy nghĩ miên man thì chợt bố tôi mở cửa phòng bước vào. Bố mỉm cười chào tôi ngày mới. Vừa lúc đó mẹ cũng choàng tỉnh dậy. Thấy tôi, mẹ vội vã đặt tay lên trán, nhìn tôi một lượt vẻ mặt lo lắng căng thẳng. Hai bố con tôi nhìn mẹ rồi nhìn nhau cười. Lúc đó mẹ mới thấy nhẹ nhõm trong lòng. Nhưng nụ cười của mẹ thật mệt mỏi. Không để ý tới bản thân, mẹ lại chạy ngay xuống nhà nấu cháo cho tôi. Bát cháo nóng của mẹ là liều thuốc vô cùng hiệu nghiệm, không phải liều thuốc bình thường mà là liều thuốc tình yêu thương. Nó giúp tôi hết sốt và cơn hơn, còn hơn thế, nó giúp tôi nhận ra bao điều, hiểu thêm về mẹ. Lòng mẹ thật bao la như biển Thái Bình. Không phải chỉ ốm, khi ốm đau mẹ mới dành tình yêu cho tôi. Ở bên cạnh tôi, chăm sóc, mẹ đã ở bên tôi từ bao giờ mà tôi vô tâm không hiểu, bởi tình yêu thương của mẹ không vô hình mà hiển hiện ngay trước mắt. Mẹ kính yêu của con, nay con đã hiểu rồi mẹ à. Rồi tiếp theo đề 3. Tả lại hình dáng một cụ già đang ngồi câu cá bên hồ. Thì mở bài các em sẽ giới thiệu về người định tả. Thân bài là tả chung chung, đoán cụ bao nhiêu tuổi, trông như thế nào. Tả chi tiết về mái tóc, đôi lông mày, v.v. Tả hoạt động câu cá. Cụ tỉ mỉ cho mồi cá câu vào, mồi câu cá vào cần câu, rồi nhẹ nhàng vung cần câu xuống hồ. Dáng cụ ngồi tĩnh lặng, thở nhẹ để không làm cá giật mình. Thỉnh thoảng thấy cái cần câu nhúc nhích, cụ nhanh chóng giật mạnh cần câu. Cụ vui mừng, hồ hởi vì đã câu được cá. Kết bài nhận xét về cụ. Rồi tiếp sau là bài mẫu. Con người chúng ta trong cuộc sống có biết bao nhiêu là dáng vẻ, và từ những cái cao cả cho đến những cái thú vui ngày thường. Có những cái dáng vẻ của những anh bộ đội cụ Hồ, dù trúng đạn nhưng anh vẫn chết trong tư thế đứng bắn, thể hiện một vẻ đẹp bất khuất kiên cường. Và cũng có những dáng vẻ của những người mẹ tần tảo nuôi con, dù con không quản khó khăn mệt nhọc. Thậm chí khi một cụ già ngồi câu cá cũng để lại những cái vẻ đẹp, đó là vẻ đẹp của sự thanh nhàn, giải trí, cũng có thể là lao động của ông già ấy. Câu cá là một thú vui tao nhã của những cụ già có thời gian. Nó đem lại nhiều cái niềm vui cho những người người chân đã yếu, mắt đã mờ, không thể lao động được nữa. Đương nhiên nói như thế,
Không phải chỉ có những cụ già mới có thể câu cá mà tất cả những người có hứng thú với nó thì đều câu cá được. Câu cá đòi hỏi sự kiên nhẫn, cho nên những người già khi đã trải qua biết bao nhiêu sóng gió của cuộc đời thì thường sẽ kiên trì hơn. Một cụ già đi câu có dáng vẻ hiện lên thật sự rất đẹp. Trên mặt hồ với những gợn sóng lăn tăn, gợn những đám đều xanh non to đó. Cỏ nhỏ cũng có trôi lững lờ tạo nên một cái nét đẹp quê hương vô cùng hữu tình. Và trên bờ hồ kia hay những dòng sông kia, có những hình ảnh con thuyền nhỏ có một cụ già ngồi tựa gối buông cần đợi cá cắn câu. Những chiếc radio được mở những bài nhạc quê hương cách mạng thật hay. Không khí thanh mát với những làn gió nhẹ nhàng, cụ già ngồi trên thuyền nhìn chiếc cần câu để chờ cá cắn câu. Trong lúc chờ đợi, cụ lại nhấp môi chén trà ấm nóng chẹp chẹp miệng như thưởng thức vị ngon của trà, cũng có thể là cụ đang thưởng thức những cái thú vui tao nhã của bản thân mình. Thế rồi, dây cầu bỗng nhiên giật giật, ông lão vui mừng tươi cười. Nó không phải nét hớn hở mà nó là một nụ cười đủ để thể hiện thấy cụ đã biết cá đã cắn câu. Cụ già thế nhưng nhanh như chớp, cụ vội hất chiếc cần câu lên. Nhìn cụ bỗng nhiên, trông cụ giống như một chiến binh chứ không đơn thuần là một cụ già nữa. Một chú cá to bằng bàn tay người lớn quẩy đuôi muốn thoát. Thế rồi cụ để nó vào một cái xô đã có nước. Cụ tiếp tục cho mồi vào lưỡi câu sắc nhọn ấy. Sau đó lại thả xuống mặt hồ và tiếp tục nhắm mặt tận hưởng những cái điệu nhạc quê hương. Và cụ lại tiếp tục nhấp môi trán chảy. Cứ như thế, cụ già cũng câu được những chú cá tiếp thế nhưng khi thôi. Cụ không mang chúng về mà phóng sinh cho chúng. Đối với tuổi già mà nói thì câu cá không phải để đem về ăn nữa, mà chủ yếu đó chỉ là một cái thú vui tao nhã mà thôi. Hình ảnh cụ hiện lên thật thư thái thanh thản với cuộc sống thường ngày của bản thân mình. Rồi tiếp theo là đề 4 là miêu tả một lực sĩ cử tạ. Thì mở bài các em sẽ giới thiệu người định tả đó là lực sĩ cử tạ Thạch Kim Tuấn. Thân bài thì các em sẽ tả chung về lực sĩ cử tạ như thế nào, khỏe khoắn, tay chân săn chắc. Tả chi tiết thì hình dáng, khuôn mặt, nụ cười, làn da, tính cách. Rồi hoạt động thì mỗi lần nhấc cử tạ thì anh cố gắng hết sức cầm tay lên để nhấc tạ. Có lúc anh căng thẳng tâm lý khiến động tác kỹ thuật thiếu chính xác. Anh giành huy chương vàng khi vượt qua mức cử tạ là 146kg ở lần đầu tiên và 149kg ở lần thứ hai. Kết bài là nêu cảm xúc của em đối với anh Kim Tuấn. Rồi tiếp theo đề 5 là em hãy tả lại một người nào đó tùy theo yêu thích của bản thân mình. Thì mở bài các em cũng sẽ giới thiệu đối tượng miêu tả là người bạn thân hay là những người nào mà em thích. Thân bài thì các em cũng sẽ tả ngoại hình, dáng người, mái tóc, đôi mắt, tính nết, tài năng, dễ mến hay giúp đỡ bạn, học hỏi, tài lẻ thì thể thao, ca hát. Kỷ niệm sâu sắc với em đó là giúp đỡ nhau trong học tập, dạy em chơi thể thao, chép bài, dẫn bài cho em khi em bị ốm, vân vân. Kết bài thì các em sẽ nêu cái tình cảm của bản thân, em là đối với người đó như thế nào. Như vậy thì đến đây các em đã vừa cùng cô theo dõi môn ngữ văn lớp 6. Thì sau khi xem xong, nếu các em thấy dễ hiểu thì hãy nhấn nút thích và chia sẻ cho mọi người cùng xem. Và đừng quên đăng ký kênh Thầy Liêm để được xem những video tiếp theo nhé. Cô chúc các em học tốt và cô chào tạm biệt các em.